À, cái này là mọi người ơi, cái này là sò điệp đúc lò kiểu Nhật nha mọi người. Sò điệp đúc lò kiểu Nhật à? Dạ, anh thử đi. Nó khác gì với thì kiểu bên Nhật, nó khác kiểu ở nón lá nha. Ừ, nhắc là nó lái về tìm mà đừng nói nha. Nè, nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi. Đẹp quá ha, nhìn đi. Nó vẫn quá ừ đấy. Còn cái này là cái con này là con ngao biển, con này là con thiên nhiên nè. À. Còn cái này là em làm cho mọi người ăn là gọi là cá bơn trộn gỏi chấm với sốt em từng làm đây. Củ bánh tráng chấm như này. À đây là món đặc biệt đó đúng không? Đặc biệt. À rồi, ok, xuất sắc. Còn cái này là ốc hương, cổ ốc hương thiên nhiên luôn, sốt bơ, chấm bánh mì. Còn cái này là của anh, lòng cá nấu rau răm. Anh tưởng là mua ăn gì đại bổ hay cường dương đại bổ gì không biết. Ăn đi mà. Rồi đây. Ôi ôi. Tự nhiên đi. Phi. Có không? Nè chợ mấy đứa. Ô, mình còn nhiều. Nó có cái trứng cá nữa. Mình còn bạch tuộc, mình còn ốc vòi vo tùm lum đó nha. Nó còn cái này là appetizer thôi nha, cái này mới món tráng miệng đó, appetizer. Món khai vị, món này món tráng miệng, món tráng miệng hết đó. Được không? Nó có cái trứng cá hồi nè, mở đi đi. À, trứng cá chuồng, trứng cá chuồng chán thiệt, trứng cá chuồng sorry. Cái món này nó ở từ cái đảo Hokkaido, là cái bờ cái đảo Hokkaido. Cái đảo Hokkaido là chưa có người ở, có ông chú thì mở bên đó thôi. Hót đi. Ông chú tên là Surachai. Okay. Mà đảo gì nói lại tên anh nghe. Hokkaido. Hokkaido. Em nói bậy anh nhắc lại sao nhớ. Hokkaido. Hokkaido. Là hốc bà tỏ đó. Đúng rồi. Hốc bà tỏ. Hốc bà tỏ không đổi tên là Hokkaido. Chủ tịch đúng là nghệ sĩ không được, diễn viên không được, không mất cười. Mất cười đi thách thức này rồi. Đúng rồi. Ngon quá. Ngon không? Không, cái phô mai cái vị nó vừa không? Nó không có bị béo quá, nó không có bị ngọt nó béo quá. Trứng nó giòn giòn, nó nhảy tưng 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 vui. Nhảy tưng tưng tưng. Món ăn mà rất là tượng hình. Cái gì mà nhảy tưng 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 à? Hân. Cái món gì mà nhảy tưng 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 à? Hân là nhà ở đây mà. Từ từ lên món gái ơi. Dạ. Từ từ lên món. Hết món này lên món khác cho nó nóng. Đúng rồi. Ủa, em ăn chứ? Không, em không ăn, em đang giảm cân. Cái đóng phim hả? Để quay chương trình thí điểm thực cho anh đó. Thôi à? Giỡn chứ hơn, lên cân thì giảm cân thôi chứ có gì đâu. Giảm cân để vô thí điểm thực ăn đến nhiều đúng không? Rồi có 200 món. Một mùa thiên đường ẩm thực chắc là trường quét trường gian phải ăn 200 món mà bạn không quét cái nhân luôn chứ phải là trong cái nước không nha. Cho nên trước thiên đường ẩm thực là phải giảm cân tối đa để vô thèm để ăn cho coi như khí thế. Ngon quá này, được ăn nó nổ tách 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 trong miệng á, xuất sắc. Xuất sắc, nhưng mà món này không phải gian làm, tất cả đều từ em mà ra hết. Nhưng mà nãy em làm đâu kịp, em làm một món chứ sao em làm kịp nguyên bản anh. Em hai tay chứ mấy. Không, cái món nào mà có xoài á là Giang làm á. Đây nè, là cắt xoài nè. Đó là gỏi cá bơn chấm nước sốt thần kỳ. Nhưng mà gỏi thì trộn gỏi cũng là đệ tử trộn luôn. Em đâu, mệt quá. Ba cái đồ yêu rồi mà ai làm được. Thôi giờ húp được cái này miếng đi, cái này của anh có thôi, mọi người không có. Vậy hả? À. Sao anh mình ăn anh hết, cái này là nãy em nói là gì, súp gì nè? Lòng cá, ồ, cá có trứng nè. Lòng cá, cá bơn nấu rau răm. Lòng cá bơn nấu rau răm. Yeah. Ôi ôi cái này. Ít gan. Ôi ôi sao gan nó to dữ vậy hả? Hai con là mã. Anh Sơn này làm cái chén này anh Sơn. Đưa chén này ăn cái chén lòng cá bơn. Trường xe bắt lão luôn á. Ăn này vô là tối bơi qua biển Vũng Tàu luôn á. Cho cái chén mới đi con ơi. Đó, cái này chế một tí nước mắm vô. Thêm một ít ớt vô. Cái điện thoại giờ biết nằm đâu luôn. Tú Anh tới chưa? Tú Anh chứ. Vô phòng coi nó tới chưa? Ở
Thôi có cái này nè, cái ớt này, ớt xanh bỏ vô nó ngon. Ăn súp được đúng không? Không ăn súp à? Không, lát em ăn sao? Em cứ ăn đi, em ngồi em coi anh ăn là điểm hạnh phúc của em rồi. Ngại dễ sợ luôn. Đi đâu ngại. Múc cho anh Sơn đại gia miếng nè. Con gà ca. Ủa cái gan cá hả? Cái gan của cá bơn nó béo béo mà nó bùi bùi. Ăn đi, ăn cho có gan làm mấy chương trình lớn. Dạ, anh ăn đi. Anh nói là từ từ lấy món mà. Mình ít ăn lòng cá lắm. Anh ít ăn ruột cá lắm. Mà đây ngon đúng không? Ừ. Kê không? Ừ, nó bọn ruột cá thường người ta dành nhau á. Mày đứa ăn ốc hương đi. Ốc hương sốt bơ đó. Chá bánh mì. Ủa nói đùa chứ phải cùng ly chứ ta. Rồi, ăn không mà vô. Hồi say mồi luôn đó. Quên, vô. Kê đổ luôn. Cái này cũng bánh tráng, chấm như vậy ha. Không biết uống hả? Cuốn nữa rồi. Thôi rót bia cho anh Giang về mà lên. Lát nữa đã, anh ăn đi từ từ. Không ăn không uống làm sao mà người ta ăn. Từ từ bình tĩnh. Thì biết là hôm nay mình bao nhưng mà mình cũng phải ăn uống cho người ta vui chứ. Bình tĩnh đi hết, anh em đứng. Em đang vô thoải mái đi mấy đứa, lâu lâu anh Giang mời lên nha. Hân. Ừ. Ăn uống thoải mái đi, hôm nay ăn hết cái hồ cá dưới luôn. Rồi. Anh Giang đại hết nha, yên tâm. Mà thiệt mà, gì đâu. Giang trời cười. Ơi, ba cái đồ yêu nè. Lấy biết giới thiệu Điền Quân rồi giờ đái không được hả? Đúng không anh? Nói câu nghe được. Hợp lý chứ, trời trời. Ăn phải trả lại cúng lại cho người chứ. Chúng là người. Trả hết, trả hết cho người. Vô bà con ơi. Bé này nó cúng gì vậy? Cúng nhiều vô con. Mấy đứa này ăn cũng phải chỉ. Thank you. Rồi vô chúc sức khỏe nè, vào ơi. Rồi cũng đi anh ơi, chúc sức khỏe nha. Rồi mua may bán đất nha. Cảm ơn anh. Ẩm thực mười dễ 199 đường Hùng Vương, thành phố Bà Rịa. Đó, ai có đi ngang ghé vô nha. Trước khi đi xuống Vũng Tàu ghé vô. Còn ai ở đây thì chạy ra một phát một gần xịt luôn. Cuốn phong phú rồi, cuốn gì chán vậy. Thôi được rồi, đúng rồi, nhiều lắm rồi đó. Alo, đi chưa? Biết ai đang đợi ngoài đây không? À. Ai? Thôi. Ngoài ai? Ông nhỏ em bé mà. Trời ơi, ăn ốc hương lai ốc sên á. Thiệt, ốc hương lai ốc sên nó bự vậy đó. Ốc hương tự nhiên mà bự quá. Ít hàng lắm anh. Chả bánh mì ngon lắm á. Ốc hương cũng lồn, cũng lông. Nè, em muốn múc đi. Ốc hương to quá, anh. Để tôi cuốn cho anh Điền cái gọi là tình cảm nè. Đó, yes sir. Nước sốt mới là cái nó nói nè, nước sốt mới đỉnh đó. Đặt ly sơ hả? Nè, nước sốt nè bà con ơi. Múc chén đi. Cho chén mới nè con ơi. Đỉnh cao là nước sốt. Cho chú xin chén. Rồi, để chú thử cái nước sốt. Trong lúc anh Giang đang cuốn. Đây, trời ơi, nhìn cái chén nước sốt chắc chắn là có thịt bằm, có đậu phộng, nhưng mà không biết là cái nước như thế nào. Rồi, đây quan trọng nhất là nêm nếm. Cái này là phải xoáy xích bắp, xoáy xuống cho nó xoáy xuống bắp à, cho cái cá trong đó nó trồi lên. Cuốn dễ thương không? Xoáy xích bắp. Người sao cuốn làm vậy đó. Đúng vậy, chắc anh cao ạ. Rồi, vô xoáy xích bắp. Vớt lên đó, đúng rồi. Bé kia ăn nước sốt với ăn canh kìa, thấy không?
Bỏ vô, bỏ cá vô luôn, trộn luôn. Kêu mấy kêu chén bún nữa, làm luôn, hợp lý luôn. Sao? Quá xuất sắc. Trời ơi. Không. Cái nước nó giống giống cái nước mà gì ta? Xíu mại. Nhưng mà nó nhẹ, nó rất giống xíu mại. Nhưng mà nó không bị đậm đà, nó không quá đậm, nó không bị mặn. Nó xíu mại thì có nhiều khi hơi bị mặn một chút. Trời cuốn cái cuốn xấu hơn. Không có anh, nó không giống nước quá. Biết là không biết cuốn rồi. Trời ơi, nhỏ, gái sướng dưới. Từ nhỏ, sướng từ nhỏ. Dân Bà Rịa Vũng Tàu luôn á, Vũng Tàu luôn. Sinh ra từ Bà Đích. Quệ Bến Tàu, có tên mới không? Chuẩn bị mở kênh Quệ Bến Tàu. Ghê vậy. Lại giống Thanh Kim Quệ, em nhìn nghĩ giống Thanh Kim Quệ. Đặt vậy người ta không nhớ đâu, đặt Quệ Rịa người ta mới nhớ. Quệ Rịa. Dạ, đặt Quệ Dũng. À. Trời, cái nước ngon quá. Ồ, cái nước này chấm bánh mì ngon nè, không mà không nước. Trời, nói chung muốn ăn kiểu gì ăn đúng không? Ăn xong thấy ngon miệng là được. Chế luôn, ăn kiểu này mới vui nè. Trời ơi, cái miệng cuốn cá luôn. Gì? Cái này ra thấy sao? Này, cá bơn bỏ vô. Được. Chưa bao giờ có ai ăn bánh mì mà kẹp cá bơn đúng không? Bữa nay sẽ có cái món này. Cái nước sốt nó ngon lắm á. Đó, đây mình chơi cái này này. Đó. Hơi bị xuất sắc luôn. Dạ. Gọi cá bơn em làm á. Ủa? Ở dưới bếp là cái chén mà chuột sống của anh Clement đâu? Kêu tổ lý ở đây đặt chút nào. Có chừng xây mồi nha. Được không? Excellent. Accident hả? Excellent. À, excellent. Accident. À, thử accident hết hồn. Mấy món này ở trên Sài Gòn đâu có đúng không? Cái món này, một hai món thì có. Chi nhánh Sài Gòn có, còn cái món này là chuẩn bị vô thực đơn thôi, em làm cho nên chưa có. Giờ phải chỉ cậu bếp bảo làm. Cái nước sốt ngon quá. Rồi anh kia húp hết nước sốt luôn kìa. Mang anh mời anh ấy một ly đấy. Anh từ chối gì mà cấm đâu mà ăn mà có nói chuyện với ai đâu mà từ chối. Trời trời. Có vợ thì tôi không từ chối được. Thôi, uống này có chồng chưa? Vô công ty Điền Vương là làm sao có chồng được. Là được mấy ngày rồi? Hai tuần, ô hai tuần là làm lâu đó. Mấy đứa kia có 3-4 ngày là chưa hết thời gian thử việc nghỉ rồi. Để mình xét đây cho ảnh luôn. Ôi ơi, đây nè. Này là ngao biển nè, đúng không? Đúng rồi. Ngao biển mà ngao tự nhiên luôn. Nãy nghe em nói ngọt lắm. Ồ, wow. Khoan, khoan, khoan. Thôi em này em đai rồi. Ở bên Hàn Quốc là ăn cái này nhớ hoài luôn á. Nó còn quẩy 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 quẩy. Xong nó bám vô. Nó bám vô cái miệng. Ở bếp, ở đây, còn chưa chị xuống hả? Xuống hỏi chị lại, nhanh. Để đó đi. Trời, ngao nó vừa ngọt quá rồi. Vô cái đi. Thôi vô. Hết vô đi. Mọi người ơi. Vô anh Sơn ơi. Rồi, cạn ly nha. Rồi, mọi ba vô nè, la cái cho vui nè. 1, 2, 3 vô. Trời mấy này nó vô quá, anh Giang phải quậy dùm lên. Ở dưới nè. Dưới thêm re vậy. Rồi mời ba vô nè. Rồi đếm
Vô. Một, hai, ba, vô. Má đi. Dạ. Gì chưa dễ thở rồi, no quá hả? Dạ. Từ từ. Đó. Đằng Giang là coi như phải nói là đam mê. Hai con vừa vô tắm mắt, hai món ăn đâu. Mình thì mê ăn, còn bạn là mê nấu. Nên hai anh em là coi như là nếu mà bạn này nấu mình ăn là số 1 luôn. Ồ nó còn này, nó còn thấm nè. Anh Minh chắc đai rồi, em ở đây. Qua sẽ bị tươi hỏi có chưa? Sống. Nó hết rồi. Đợi lấy qua sẽ bị tươi luôn cho anh ăn. Gì vậy? Không, chế vô vậy đó. Nó hơi mặn mặn. Hàng hút. Ăn theo kiểu của hàng. Mà cái này nó dậy dậy nữa, nó bám vô cái trên môi á. Nó bấu bấu vô ghê, nhìn mới ghê. Ngon lắm. Thôi cái này. Ăn thử không? Sợ gì sợ nè. Con này mà sợ. Thả miệng ra bỏ vô thôi, có cái gì đâu mà sợ. Những con đáng sợ thì không sợ. Ừ. Đồ sợ. Rắn rết rồi đó anh. Giòn, sực đã lắm luôn á. Cái nước này là nước dầu mè nha bà con. Nó thơm lắm. Làm về lẹ lắm rồi, thôi la em tính ráng nữa là nghiệp đó. Đây quá sẽ bị tươi á. Thảy vô luôn hả? Ủa, nó dính nè, con này còn sống nè, nó bấu nè, thấy không? Nào anh gấp có miếng nào em chét này nó mới ngon, đừng có trộn vô. Không được. Quá sẽ bị mà anh trộn, quá sẽ bị tươi mà anh trộn vô là sẽ bị bay mùi. Gấp đi được rồi. Hả? Gấp đi. Gấp lên luôn hả cái này? Ừ. Rồi ok. Rồi chơi. Hơi ít á. Ít hả? Ít thì thêm. Trời ơi. Không, quá sẽ bị tươi, phải quá sẽ bị ống nha. Ok đó. Quá sẽ bị bào á. Cho lên tới nóc luôn. Rất là ngon luôn, dịu lắm, chứ không phải như cái quá sẽ bị trong ống đâu. Nó trong vòng 3 giây thôi hả? Không, nó dịu hơn cái quá sẽ bị kia. Quá bị trong ống ấy, nó hỗn lắm. Nó hỗn lắm rồi, nó ghê lắm. Quá bị này ngon rồi. Con thử cái này ngon lắm nè. Nó giòn sực sực á. Đúng rồi, ướp đá cho nó giòn á. Ăn nó bình. Dạ. Cái gì cũng ăn cho biết. Trời ơi trời, mấy đứa này. À, sợ hả? Trời ơi, anh như hồi hộp với em. Trời ơi, mấy đứa này thiệt. Biết sao, sướng quá, hồi nhỏ đâu cơ cực. Hồi nhỏ cơ cực thì cái gì cũng phải ăn. Đúng rồi. Mới sống được. Đúng rồi. Hồi nhỏ mà đói giờ thấy gì cũng ngon hết á. Đúng rồi. Ừ. Cái gì cũng phải biết ăn hết trơn. Còn giờ sung sướng quá đó. Đó, đi làm xong rồi được đi ăn rồi xong rồi được anh Sơ, anh Giang nấu cho ăn nữa, bởi vậy. Chắc anh chịu quá nên em hư. Chắc anh chịu quá nên em hư. Mặn hả? Gì? Hà gấp đi. Không cây. Gấp đi trời. Ăn nữa không? Ừ. Tại bên đây còn hai con. Sực sực ngon lắm. Hôm nay qua sẽ bị hả? Nè anh, có cái này nó mới ngon. Đây, để vô đây. Đó. Được không? Một đá không? Ừ. Dầu mè bỏ ít muối tiêu vô. Hơi bị bốc. Để đi. Giòn lắm. Vớt miếng này vô. Trời ơi, chết rồi. Đã, lên tới nóng luôn.
Ủa mà anh hỏi nè, sao đặt tên Mười Dễ vậy? Tại mình bán quán cơm thì Mười khó, còn bán quán nhậu Mười Dễ, chứ nhậu thì khó quá ai ăn, ai vô nhậu. Hay, hay. Với lại Mười khó là bán cơm rồi thì Mười Dễ mình bán hải sản cho người ta phân biệt. À, phân biệt à. Mà Sài Gòn chưa có hả? Không ở Sài Gòn. Có, Sài Gòn có hai chi nhánh mà với tên gọi khác. Ủa vậy hả? Ừ, chung hệ thống. Nó không phải là tên Mười Dễ. À, công ty con dạng vậy mà. Hải sản hơi bị đỉnh, hơi bị tươi. Ngon mà anh. Hải sản Vũng Tàu không? Không có, Vũng Tàu là nhiều nguồn lắm. Ừ, rất là nhiều nguồn. Còn nhiều con ngon ở dưới lắm, Hồ Dương bơi lội đó. Nè, nó ăn heo đi. Hoàng Anh làm gì, hôm nay nó đón ra, nó rén lên trời. Tiếp rồi, tục, tiếp tục, cảm ơn. Em xuống em đạo diễn khúc dưới nữa. Dạ yeah, rồi, ok. Bắt trước bẻ lại cũng làm giống như... Hả? Ê, anh. Nó dính cái nó... Rồi, rồi. Đó, rồi. Rửa đũa lại, sắp tiếp. Cá bơn. Cá bơn này cái thịt nó dai mà nó ngọt nữa. Cuốn đẹp phải không? Hút dành miếng nước sốt. Nước sốt siêu ngon. Rồi, được rồi, ok, được rồi, nhiều quá rồi. Ok, rồi, đây. Cái sốt này ngon quá, thiệt luôn á. Cảm giác thịt bầm nè. Có đậu phộng nè. Tâm em chưa tập. Tâm em chưa tập, nó gấp cho mày đâu nha. Cay không? Và quý vị và bạn thân mến, như vậy là mọi người đã biết là hôm nay là cái món Trường Giang chiêu đãi cho hôm nay là cái món nào đặc biệt rồi ha. Đó, chính là cái món nước sốt. Nước sốt thịt bằm giống như xíu mại. Mà khác lắm, nó có cái xương nữa. Như bằm mà bằm luôn xương nữa, nó sực, nó giòn giòn. Ăn với lại gỏi cá bơn do chính tay Trường Giang trộn. Vô cùng xuất sắc. Ẩm thực Mười Dễ này nằm ở số 199 đường Hùng Vương, thành phố Bà Rịa. Quý bà con cô bác có đi đâu về ghé ủng hộ Trường Giang nhé. Cảm ơn, xin chào tạm biệt quý vị các bạn. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video này. Hy vọng sẽ có rất nhiều fan của Trường Giang vô like và share cho cái video này nhé. Vô Huệ Bến Tàu. Rồi vô mấy đứa. Rồi xả dây, xả dây, chuẩn bị xả dây nè. 1, 2, 3, vô. Tắt máy tự nhiên vui rồi, tự nhiên khác liền. Không thấy gì ghê không? Hả? Bộ tắt á, xong em là bộ tắt cái nghe.